danh hài Việt Hương tiết lộ từng được nghệ sĩ Tuyết Cương say mê như là yêu thầm cậu ba Cao Minh Đạt. Cả Việt Hương, Cao Minh Đạt và Tuyết Cương đều là những diễn viên nổi tiếng xây dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả. Nếu như Việt Hương và Tuyết Cương được yêu mến với những tiểu phẩm hài đậm chất Nam Bộ cùng những giai diễn đi vào lòng người, thì Cao Minh Đạt lại là soái ca điện ảnh khiến bao trái tim thiếu nữ mê đắm. Thế nhưng, ít ai biết, cả ba người từng là những người bạn học chung lớp dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Nhí. Trong một cuộc nói chuyện, Việt Hương đã bất ngờ tiết lộ tình cảm đặc biệt cô dành cho cậu bạn cùng lớp ngày nào. Cụ thể, khi được thầy Minh Nhí hỏi, nếu người Việt Hương lấy là Cao Minh Đạt thì sao? Nữ danh hài đã vô cùng xúc động, Việt Hương chia sẻ. Đạt ơi, Đạt xem chương trình này, nhớ liên hệ với Hương nha. Ông Đạt, ông ấy đẹp trai, kinh khủng luôn. Thời đó, Việt Hương rất nghèo, mà trường là yêu cầu mang giày. Buổi sáng, Đạt đạp xe đạp, rất lãng tử, đẹp trai, mang dép Lào. Rồi khi đến, Đạt mới tháo đôi giày bata màu xanh xuống, đeo, tại vì nghèo lắm, sợ đôi giày mòn. Nữ danh hài còn đặc biệt dành tình cảm cho nam tài tử, tới nỗi nấu nồi cháo hột gà muối. Ai cũng được một miếng trứng, chỉ riêng Cao Minh Đạt và thầy Minh Nhí là mỗi người được một nửa quả trứng. Hồi đó, thầy Minh Nhí nổi tiếng khủng khiếp, thầy đi diễn nhiều nên toàn phải chuốt bài cho đám học trò ban đêm. Việt Hương dưới vai trò lớp trưởng nên nấu một nồi cháo trắng lớn với trứng vịt muối cho mọi người ăn. Riêng thầy được một tô cháo trắng với nửa quả trứng, còn học trò mỗi đứa 1/4 quả. Chỉ có Cao Minh Đạt được nửa quả trứng như thầy Minh Nhí là vì Việt Hương có tình cảm với anh ấy. Ấy vậy mà trong một lần trò chuyện với Cao Minh Đạt, hỏi anh về chuyện này, anh cười bảo lúc đó không hề hay biết. Thậm chí ông Hoàng phim truyền hình còn khẳng định, thời đó Việt Hương đang quen một anh khóa trên trong trường. Đồng thời Cao Minh Đạt cũng tiết lộ, thời sinh viên anh có một mối tình vô cùng sâu sắc, cũng là tình đầu của anh. Anh kể, năm đó tôi còn là sinh viên trường nghệ thuật sân khấu 2, tôi quen một người nhưng bạn ấy không học nghệ thuật. Hồi đó mình còn trẻ, còn bồng bột nên không biết bảo vệ hạnh phúc của mình. Cũng vì bồng bột mà người ấy đi lấy chồng, vì người kia chín chắn hơn mình. Dù chuyện yêu thầm Cao Minh Đạt của danh hài Việt Hương không được nam diễn viên đáp lại, nhưng Việt Hương cũng từng được một danh hài khác thầm thương trộm nhớ thuở đôi mươi. Danh hài ấy chính là Tuyết Cương. Nhiều năm trước, dù ở đỉnh vinh quang, nhưng Tuyết Cương lại là người khá kín tiếng đời tư. Chỉ duy nhất chuyện anh từng thầm thương trộm nhớ nữ danh hài Việt Hương là được công khai với công chúng. Nam nghệ sĩ hài tiết lộ, anh yêu cô bạn học trò ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì mặc cảm, nhà nghèo nên không dám thổ lộ. Cụ thể, khi học ở sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyết Cương chạm mặt Việt Hương trong buổi dạy của thầy Công Ninh. Từ đó, anh ấn tượng với cô bạn bởi vẻ ngoài dễ thương, tính cách khá nhanh nhẹn và ăn mặc xinh điệu. Dù mặc cảm là chàng sinh viên nghèo, nhút nhát, nhưng sau đó Tuyết Cương lấy một sự can đảm để tiếp cận và làm quen Việt Hương. Cả hai chỉ dừng ở quan hệ bạn bè vì anh quyết giấu kín chuyện tình cảm trong lòng. Vì lẽ đó, anh đã ngậm ngùi nhìn Việt Hương được một sinh viên khóa trên tán tỉnh. Sau cuộc tình không thành, thời còn ngồi trên giảng đường, Tuyết Cương từng hẹn hò thêm nhiều cô gái khác nhưng cũng không đi đến cái kết đẹp vì người yêu cũ của anh đều lần lượt lấy chồng hoặc ra nước ngoài định cư. Việt Hương cũng tiết lộ ngày trước Tuyết Cương đẹp trai nhất trường nhưng chị không thể yêu vì anh quá xàm. Ngày xưa em làm lớp trưởng, em lo học lắm. Cương đang là lớp trưởng mà gớt chức chỉ vì em luôn mà. Tại vì xàm quá. Nói về tình cảm đơn phương với Việt Hương, Tuyết Cương bật mí rằng hiện tại cả hai có mối quan hệ tốt đẹp và thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Còn Việt Hương cũng đã yên ấm bên người chồng là nghệ sĩ Hoài Phương. Ông xã Việt Hương là gương mặt không xa lạ trong showbiz, dù anh rất ít khi lộ diện trước khán giả. Nhạc sĩ Hoài Phương sinh năm 1971 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh có năng khiếu âm nhạc và được bồi dưỡng từ khi mới lên 6 tuổi. Năm 1989, Hoài Phương đậu thủ khoa ngành kèn clarinet Nhạc viện Hà Nội. Nói về ông xã, Việt Hương chưa bao giờ tiếc lời khen. Cô từng chia sẻ với báo chí, tôi chỉ thật sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc từ khi lấy Hoài Phương. Việt Hương còn kể, chồng chính là điểm tựa lớn để cô lăn lộn hết mình với nghề. Hồi mới sinh con, Việt Hương đã bắt đầu đi diễn lại. Một tay ông xã cán đáng việc nhà, từ chăm con đến thu vén nhà cửa. Mỗi khi thấy Việt Hương mắt nhắm mắt mở, thức dậy lo công việc, Hoài Phương lại ân cần, em ngủ thêm chút nữa đi, rồi gơi giường, vào bếp làm đồ ăn sáng cho vợ. Vì công bạn, bạn nghĩ sao về thông tin đáng tự hào này? Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tổ chức Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.